Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 6 tháng 8 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc Phần trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tốt xấu đang xen. Quý nhân nâng đỡ mang tới cho người tuổi này cả nhiều cơ hội để tạo nên bước ngoặt to lớn trong công việc. Tuy vậy, do có hòa tiểu nhân đeo bám nên bản mệnh làm gì cũng cần phải thận trọng, cảnh giác hơn. Tình cảm, phần trình tình cảm có điểm không hay. Cái vã thường xuyên xảy ra giữa các thành viên trong nhà tạo nên bầu không khí căng thẳng, Cả tu Tý và nửa kia đều không có đủ bình tĩnh để tránh nói những lời làm tổn thương nhau. Tài chính, vận trình tài lọc rực rỡ, đây là cơ hội tốt để con giáp này cải thiện thu nhập và nguồn tích lũy của mình. Cẩn trọng, dễ tin người nên trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ khác. Tuổi, giáp Tý mâu thuẫn là khó tránh vì những bất đồng trong quan điểm và cách làm việc tuổi bính tý nên tìm cách khắc phục vấn đề tuổi mậu tý con đường tài lộc tiến triển tốt đẹp tuổi canh tý sức khỏe thật sự đáng báo động tuổi nhâm tý chuyện tình cảm có nhiều cơ hội phát triển con số may mắn số 5, số 8, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi giàu hai tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy, đường công danh rộng mở nhờ có quý nhân che chở, bản mệnh không cần cố gắng nhiều mà vẫn có được những thành tích đáng kể. Môi trường làm việc thoải mái còn đem đến cho con giáp này nguồn cảm hứng tuyệt vời. Tình cảm, vận trình tình cảm nồng nhiệt say mê, tình cảm vợ chồng giữ được sự hài hòa thẩm thiết nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của những người trong cuộc người độc thân tạo dựng được mối quan hệ xã giao rộng rãi, dễ dàng tìm được ý trung nhân trong số đó. Tài chính, vận trình tài lộc bền ổn, công việc thuận lợi mở ra cho con nhấp này nhiều cơ hội để cải thiện túi tiền của mình. Cẩn trọng, thời gian dành cho gia đình bị hạn chế bởi nhiều việc cần phải lo. Tội, ất sổ, công việc phát triển vô cùng rộng mở. Tội, đinh sổ, xây dựng kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Tội, kỹ sổ, chưa hòa hợp được mối quan hệ tình cảm, tuổi tân sủ, tình cảm mang tới nhiều điều buồn phiền. Tuổi quý sủ, tình cảm đón nhận tín hiệu không mấy tốt lành. Con số may mắn số 11, số 5, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi mùi 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, đặc biệt là những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường và nguồn hàng hóa tiềm năng. tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh đừng quên nêu cao tinh thần cảnh giác của mình. tình cảm phần trình tình cảm kém sắc, sự nhiệt tình và chân thành của con nhấp này không nhận được sự đáp trả của nửa kia. tổn thương trong tình cảm là điều khó tránh, nhưng đừng lúc nào cũng lấy đó làm lý do để buồn phiền tài chính vẫn trên ta lọc có điểm sáng việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi mang lại cho người tuổi này nguồn thu nhập khá cẩn trọng sự trì hoãn trong công việc luyện tập thể thao gây ra nhiều vấn đề bất lợi cho cơ thể tuổi giáp dần có nhiều tin vui trong công việc tuổi bính dần bất cẩn nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong công việc tuổi mậu dần có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập tuổi canh dân tài lộc tư sản tiền bạc dồi dào tuổi nhâm dân tình cảm càng ngày càng thêm bền vững con số may mắn số 28 số 4 màu sắc may mắn màu xanh lá quý nhân phù trợ tuổi mùi 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn con giáp này trong các mối quan hệ luôn tỏ rõ sự nhiệt tình thẳng thẳng, không bao giờ từ chối lời nhờ vả của ai. Nhưng đến khi bản mệnh gặp trở ngại thì những người đó đều quay lưng. Tài chính, vận trình ta lộc bình ổn, thu nhập ổn định giúp cho con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân của mình. Tình cảm, Phận trình tình cảm không khá hơn. Người tuổi mão thường xuyên nảy sinh cãi vã tranh chấp với nửa kia vì những ích kỷ cá nhân. Mặc dù không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng nhìn chung vẫn cần sự thay đổi của cả hai người. Cẩn trọng, không nên vì những thất bại nhất thời mà từ bỏ nỗ lực lâu nay. Tuổi ất mão chưa kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Tuổi đinh mão kinh doanh buôn bán xuân xẻ. Tuổi kỷ mão tránh đưa ra quyết định nóng vội. Tội tân mạo cần chi tiêu có chừng mực trở phung phí. Tội quý mạo chuyện tình duyên không được như ý. Con số may mắn số 3, số 17, màu sắc may mắn màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi dậu. Năm, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn trồng chất. Tử vi ngày hôm nay cho biết nguyên nhân là bởi vì tính cách cố chấp không có thiện ý lắng nghe lời khuyên của người khác ở con giáp này. Bản mệnh nếu còn không thay đổi thái độ này thì sẽ khó mà cải thiện được vận trình. Tình cảm Vận trình tình cảm tồn tại khoảng cách, mâu thuẫn giữa các cặp đôi đang dần bị đẩy lên đỉnh điểm vì sự cố chấp, cái tôi quá lớn của hai người. Hạnh phúc đang ngày một phai nhạt, và tự tổ thân đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chia rẽ tình cảm đang có. Tài chỉnh, vận trình ta lọc kiểm soát sự chủ quan có thể tạo cơ hội cho tiểu nhân tiếp cận và tìm cách trục lợi. Cẩn trọng, thiếu trường mực trong cư xử nên phá vỡ hình ảnh của bản thân. Tuổi giáp thân, làm việc bận rộn, được giao nhiều nhiệm vụ khó khăn. Tuổi bính thân, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao tuổi mậu thân hối hận vì bỏ qua các dấu hiệu bất ổn của cơ thể tuổi canh thân con đường tài lộc vẫn chưa có nhiều khởi sắc tuổi nhâm thân cần phải chú ý tới sức khỏe của mình con số may mắn số 7, số 10, màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi thân 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp suôn sẻ tính cách chính trực, ngay thẳng và làm việc dựa vào lý trí mang lại cho những người tuổi này vận số quý nhân. Bản mệnh dễ dàng thể hiện được năng lực của mình nếu đứng ở vị trí lãnh đạo. Tình cảm, vận trình tình cảm đối mặt buồn phiền. Do đó, chuyện tình cảm đang bị bỏ bê trong thấy, bên cạnh sự phai nhạt trong cảm xúc chính là khoảng cách của hai người ngày một xa dần trong mắt tuổi tỵ bây giờ điều quan trọng nhất là kiếm tiền tài chính vận trình ta lộc phát tài người làm kinh doanh có được một ngày làm việc thuận lợi tiền bạc chảy vào túi như nước cẩn trọng nói năng thiếu suy nghĩ gây ra nhiều hiểu lầm chẳng đáng tội ất tỵ công việc gặp thuận lợi được quý nhân giúp đỡ tội đinh tỵ còn nhiều bất đồng trong quan hệ gia đình tội kỷ tỵ khúc mắt trước đó được tháo gỡ kịp thời. Tuổi, thần tỵ nên xem xét lại các mối quan hệ bạn bè. Tuổi, quý tỵ người độc thân có cơ hội thoát ế. Con số may mắn số 7, số 9, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Bản mệnh vốn là người có năng lực, có khả năng ngoại giao và thuyết phục nên luôn được đánh giá cao. Nếu biết phát huy tối đa thấy mạnh sẵn có này, thì con đường sự nghiệp của bản mệnh sẽ còn rộng mở. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa thật sự hòa hợp. Do chưa, chưa tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, quan điểm sống nên việc dẫn tới mâu thuẫn cũng là điều dễ hiểu còn nhấp này trách móc nửa kia vì không có trách nhiệm với tình yêu này. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, nguồn thu nhập vững vàng mang lại cảm giác an tâm hơn cho những người này. Cẩn trọng, tránh chủ quan, nhẹ dạ cả tin mà trước họa vào thân. Tuổi giáp ngọ, vận trình khó khăn do tiểu nhân quấy phá. Tuổi bính ngọ, nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe. Tuổi mậu ngọ, mâu thuẫn trong tình cảm bị đẩy lên điểm cao. Tuổi canh ngọ nên làm việc chuẩn chỉnh, hạn chế sơ hở. Tuổi nhâm ngọ chuyện tình cảm xuất hiện nguy cơ. Con số may mắn số 18, số 30, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi mão. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi hung vận đeo bám khiến cho vận trình sự nghiệp của con giáp này không đạt được hiệu quả như mong muốn. Con giáp này cần phải nâng cao thái độ cảnh giác để tránh trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ xấu. Tình cảm Vận trình tình cảm buông phiên. người độc thân không muốn tiếp tục tình trạng hiện tại nhưng lại chưa tìm được người đáp ứng đủ tiêu chuẩn của mình. Nếu còn giữ quan điểm này thì e rằng bản mệnh sẽ khó tìm được lấy cho mình một người bạn. Tài chính vận trình tài lộc bắp bên nếu không có kế hoạch quản lý tiền bạc thông minh thì sớm muộn gì cũng rơi vào tình trạng tủng thiếu cẩn trọng nên cố gắng duy trì việc lập, lập tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe tuổi ất mùi buồn phiền thất vọng vì tình cảm không như ý muốn tuổi đinh mùi công việc có bước tiến nhất định tuổi kỷ mùi được cấp trên trọng dụng giao trọng trách tuổi tân mùi Đại phòng tiểu nhân đeo bám tội quý môi đường tài lộc vô cùng hanh thông con số may mắn số 57 số 65 màu sắc may mắn màu xanh thẳm quý nhân phù trợ tuổi tỵ chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tổ thân trong ngày hôm nay diễn ra vất vả, cách làm việc tùy tuyện và cảm hứng gây ra nhiều tai họa nghiêm trọng trước những tình huống bất ngờ tuổi thân còn không giữ được cho mình sự sản xuất cần thiết để đưa ra được những cách giải quyết thông minh tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn còn giáp này luôn cảm thấy may mắn vì đã tìm được người tâm đầu ý hợp và không thôi hạnh phúc với điều này người độc thân cần tham gia nhiều hơn các hoạt động tập thể thì mới tìm được một nửa lý tưởng tài chính Vận trình tài lộc lên xuống bất ổn, thói quen chi tiêu mắc tai có thể gây ra những rắc rối không đáng trong vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, không nên để ý kiến của người khác làm ảnh hưởng tới chính kiến của mình. Tuổi chấp thân, các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm. Tuổi bính thân, nhẹ dạ cả tin nên dễ chút họa vào người. Tuổi mậu thân, nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn. Tuổi canh thân, mối quan hệ trùng xuống do cảm xúc thất thường tuổi nhâm thân tình yêu cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau con số may mắn số 24 số 56 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi tý 10 tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng đây là cơ hội tốt để những chú gà phát huy tổ chức lãnh đạo của mình Tuy vậy đừng quên học hỏi, phải được duy trì thường xuyên và liên tục. Ngay cả khi đã đứng ở vị trí cao thì việc bồi dưỡng tri thức vẫn không dư thừa. Tình cảm, vận trình tình cảm nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn nhất được xét đến ở đây nằm ở sự bất đồng trong quan điểm sống, cách nuôi dạy con cái. Trong trường hợp này, các cặp đôi cần giữ sự bình tĩnh để đưa ra các phương án chung. Tài chính, vận trình tài lộc được nâng cao, sự ứng biến linh hoạt và khả năng nhìn xa trong rộng mang lại cho người tuổi này những khoản thu khó ngờ. Cẩn trọng, có những thứ không nên gượng ép, đặc biệt là tình cảm. Tuổi ất dậu đau đầu vì những xung đột lợi ích trong quan hệ gia đình. Tuổi đinh dậu điềm bảo có tiểu nhân gây khó dễ. Tuổi kỷ dậu sức khỏe đang cần được quan tâm. Tuổi tân dậu đường tình duyên khá ảm đạm. Tuổi quý dậu đôi lửa nên bao dung cho nhau hơn. Con sổ may mắn số 31, số 94, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi sửu. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, còn giáp này được dịp phát huy, được óc sáng tạo và sự nhạy bén của mình người tổ tuốt cần cố gắng nhiều hơn nữa để thay đổi cái nhìn của những người xung quanh về năng lực của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm có chuyện không vui. Có vấn đề gì xảy ra trong mối quan hệ tình cảm lúc này, đặc biệt là đối với các cặp đôi yêu xa. Sự chân thành và niềm tin được xem là quan trọng nhất để duy trì tình cảm được lâu dài. Tài chính, vận trình tài lộc rủng rỉnh, còn giáp này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề tiền bạc như khoảng thời gian trước đó. Cẩn trọng Sẽ không vượt qua được khó khăn nếu không có ý chí và nghị lực. Tuổi giáp tuất có những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi. Tuổi bính tuất tránh lo chuyện bao đồng kẹo chuốt thị phi vào người. Tuổi mậu tuất quyết định sai lầm vì không giữ được sự sáng suốt. Tuổi canh tuất nên tìm ra và tập trung vào thế mạnh của mình. Tuổi nhâm tuất chịu khó hơn thì khả năng thành công cao hơn. Con số may mắn số 11, số 25, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không như mong đợi rất có thể con giáp này sẽ bị cấp trên nhắc nhở và phê bình vì cách làm việc lơ là. Sẽ không có vấn đề gì đáng nói nếu như sự bất cẩn đó không gây ra từ những tai họa nghiêm trọng. Tài, tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, một số khoản phát sinh bất ngờ dễ khiến con giáp này trở tay không kịp. Tình cảm, vận trình tình cảm tươi đẹp, cuộc sống hôn nhân mang tới nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt vời ở người tuổi hợi và nửa kia. Cả hai luôn xem gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất để vượt qua các áp lực sóng gió trong công việc. Cẩn trọng, sức khỏe đang lo lắng nhất là vấn đề về gan, thận và dạ dày. Tội ất hại, tiểu nhân đeo bám ráo riết. Tội đinh hại, đề phòng đau nhức xương khớp hay các bệnh về hô hấp. Tội kỷ hại, nên tranh thủ cơ hội gây ấn tượng với cấp trên. Tội tân hại, đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. tội quý hợi phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc? Con số may mắn số 46, số 75, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi mão.